Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ và Cuộc Sống. Sau đây là tin các hai bước thông tắc đường ống thoát nước chậu rửa bát. Đường ống thoát nước chậu rửa bát bị tắc do quá trình sử dụng làm thức ăn thừa rơi vào. Nước trong chậu rửa không thoát được và dần lên. Nhờ những mẹo sau, chị em hoàn toàn có thể tự thông tắc chậu rửa bát với một số dụng cụ đơn giản trong nhà. Qua thời gian, hầu hết các bồn rửa trong nhà bếp, phòng tắm đều hoạt động kém hiệu quả dần. Các chất dầu mỡ, thức ăn thừa, tóc có thể bị kẹt ngay dưới ống cống, làm nước thoát chậm dần. Công tắc không chỉ mất vệ sinh mà còn tạo ra những mùi khó ngửi, sản sinh nhiều vi khuẩn. Vì vậy, chị em cần nắm vững một số mẹo nhỏ để tự thông tắc bồn rửa. Bước 1. Sử dụng mắc treo quần áo. Sử dụng cặp kìm để cắt nước chiếc móc quần áo bằng kim loại rồi kéo thẳng ra sau. Một đầu xoắn lại để tạo thành tay cầm chữ T vừa đủ với kích thước bàn tay của bạn. Đầu còn lại dùng kim uốn cong thành móc câu. Phần móc câu này cần chú ý kích thước để vừa đủ để móc được thực phẩm, búi tóc, gây tắc nghẽn mà không quá to khiến mắc kẹt trong ống cống. Hầu hết các bồn rửa mặt đều có lỗ cống nhỏ được chia làm 4 hoặc 2 phần. Luồn một đầu của chiếc móc vào trong đường ống thoát nước chậu rửa để kéo những vật cản ra ngoài hay để nó trôi xuống. Bạn có thể mất một chút thời gian đầu tiên long ngóng nhưng sẽ nhanh chóng cảm nhận được vị trí mắc kẹt. Nếu bạn cảm thấy giống dụng cụ đang mắc kẹt vào một cái gì đó, chỉ cần đẩy trở lại và xoay đầu chữ T theo vòng tròn cho đến khi lôi ra được rác dễ dàng. Bước 2. Sử dụng baking soda và giấm. Tiếp theo, bạn hãy khoan, đừng đổ thêm nước vào bồn rửa mà cần vệ sinh sạch lớp dầu mỡ bám vào thành cống. Những chất bẩn, cặn bã, thức ăn mềm sẽ tan ra dưới sự bùng nổ của núi lửa do phản ứng hóa học giữa giấm và baking soda. Đầu tiên, lấy 1/2 cốc baking soda và đổ xuống đường ống thoát. Sau đó, đổ thêm 1/2 cốc giấm trắng. Lúc này sẽ xảy ra phản ứng sủi bọt hoàn toàn an toàn. Các chất bẩn cũng sẽ bị phân rã dưới tác động mạnh giữa giấm và baking soda. Mở vòi nước nóng và xối nước trong vòng 30 giây. Với cách này, bạn nên làm vài lần để có hiệu quả tốt nhất. Theo nguồn eva.vn.